Dobrý den, xin chào tất cả mọi người. Vậy là Tết Nguyên đán đang đến gần và chắc hẳn là sẽ có rất nhiều người Việt Nam tại Séc bay về Việt Nam để đón Tết, có đúng không nào? Chính vì vậy, Tamda Škola đã chuẩn bị một số từ vựng mà mọi người có thể thường xuyên phải sử dụng ở sân bay. Hãy cùng nhau bắt đầu ngay thôi nào! Let chuyến bay. Letadlo máy bay. Letenka vé máy bay. Letuška tiếp viên hàng không. Ulička lối đi. Okno cửa sổ. Odbavení chỗ check in. Cestovní pas hộ chiếu. Sedadlo ghế ngồi. Cesta chuyến đi. Vozík xe đẩy. Clo thuế hải quan. Palubní listek thẻ lên máy bay. Brána cổng. Zarezervovat đặt trước. Zavazadlo hành lý. Příruční zavazadlo hành lý xách tay. Přes váhu quá cân. Povolená váha zavazadla trọng lượng hành lý được phép. Poplatek za přes váhu phí quá cân. Odletová hala phòng đợi khởi hành. Jednosměrný một chiều. Opoštěný let chuyến bay bị trễ. Zrušený let hủy chuyến bay. Cíl cesty điểm đến. Účel mục đích. Zapnout si bezpečnostní pás thắt dây an toàn. Vyplnit điền. Vzletnout cất cánh. Přistát hạ cánh. Và vừa rồi là một số từ vựng mà chúng ta có thể sử dụng ở sân bay. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng ghi nhớ và áp dụng cho mỗi chuyến bay nhé. Và đừng quên cho Tamda Škola biết bạn có sử dụng những từ vựng này thành công hay không. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tuần tới. Naschledanou!